Xin chào, hôm nay tôi lại quay giới thiệu các bác một mẫu ôm ly quang, ôm ly đa kênh có cục quang lấy tín hiệu nghe nhạc số từ trên mạng cho các bác có tivi thông minh dùng rất tiện, có chức năng giải mã. Nên ly này có mã là AVC 1500, đội bán đồng giá 3,5 triệu. Trên ôm ly thì có chỉnh bát tép này, đây bát đây, tép đây, ấn vào đây tăng giảm, tăng giảm, tép đây tăng giảm, đánh hai đôi loa AB và A cộng B, đây A đây, B đây, ấn cả hai vào thì đánh cả A cộng B, nếu sáng cả hai đèn này. Âm ly này có cả quang và cổng AV nhá, được bán giá 3 triệu đồng. Đây là các đường vào âm thanh cơ bản: CD, tuner, VCR, DVD, TV, MD. Đây tôi đang cắm đường quang digital đây, digital đây. Đầu đĩa này có cả hai đường ra là AV và đường digital, đường quang. Đây digital đây. Và đường digital của âm ly này thì nó mặc định là nút DVD. Nút DVD, chỉ có đường nút DVD thì mới có đường digital nhá. Âm ly này thì bán 3 triệu đồng, hàng 3 nguyên zin. Tôi đo kích thước bác xem này. Tôi quay lại mặt sau cho bác xem đã. Kích thước đây. Kích thước đây. Chắc tầm 42 44 thôi, 43 cm. Bề cao là 15 cm. Bề sâu cần tính cả núm là 40. Có gì là không em. Âm ly này âm ly đa kênh, chạy rất nhiều sò, tầm 8 đến 10 sò nhá. Em có con. Âm ly này còn khá đẹp. Đây là chưa lau chùi. Đây hai đôi loa. Đôi loa B đây. Đây là loa A. Còn đây là loa trung tâm. Nếu các bác nghe xem phim thì ghép thêm loa trung tâm, loa surround và sub điện. Sub điện đây. Đặc thù lỗ đen, nó là sub điện. 175W sản xuất tại Hàn Quốc. Số series là 255 52 55. Con này tôi nếu bán thì tôi sẽ không quay lại video, bởi vì đây tôi đã nói rõ số series này. Bác nào mua được thì nhìn số series này, đúng là con hàng tôi quay nhá. 5255 1500 175W. Các bác mua hàng tôi sẽ tặng một dây quang như này để cho các bác dùng cắm với tivi thông minh. Đây, đường quang đang cắm vào đường DVD, còn đường AV cắm vào đường CD. Đấy, cơ bản như vậy. Đang ghép vào đôi loa bát 25. Nếu đánh một đôi thì đánh được bát 30 vô tư. Nhưng mà nếu mà đánh hai đôi đồng loạt thì các bác lên chỉ ghép đôi một đôi bát 30 và một đôi bát 20 thì vừa. Còn nghe tối ưu thì bát 25 thì vừa hay hơn. Tôi mở to nhạc các bác nghe này. Đây là nút này bấm vào thì nó tăng giảm độ sáng của màn hình. Đấy. Anh về em có con ngoan. Tôi chuyển sang đường CD các bác nghe nhá. Đường C, đường AV analog. Bấm vào đây. Đấy, analog rồi. Nó tự nhận. Có gì lạ không em? Đang đấu đôi loa Pioneer bát 25. Anh về dựng bến sông sen. Anh về giữ một dòng sông trắng. Đây, đây nó có nút tone defeat. Nếu các bác ấn vào đây thì là sẽ không có chỉnh được bát tép nhé. Đây, tôi ấn đây. Ở đây không chỉnh được. Tone defeat off, tắt nó đi thì mới chỉnh bát tép. Ngày sau hai đứa mình xa cách. Mở sang đường quang này. Paris có gì lạ không em? Đầu đĩa nó chuyển bản.
Vâng, hợp lý, tôi xin nhắc lại giá 3 triệu, bán hàng ship hàng toàn quốc, các bác vừa gần thì đến tận nơi mua. Sản phẩm này có một con thôi. Hôm nay tôi đăng là ngày 8/9/2018. Các bác mua hàng tôi cho số tài khoản, nếu ở xa chuyển tiền đặt cọc thì tôi gửi hàng vào qua dịch vụ Viettel. Hàng mang đến tận nơi, phí vận chuyển là người mua phải chịu. Xin cảm ơn. Em có tìm anh trong cánh chim Paris, có gì lạ không em? Mai anh về giữa bến sông Sen, anh về giữa một dòng sông trắng.